Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 50. Ở cuối tập trước, sau khi lôi ngục đại điện tầng thứ 3, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi bay lên xuất hiện. Nơi này ngồi xếp bằng rất nhiều thân ảnh, theo Tiêu Viêm xuất hiện đều là đầu tới rất nhiều tò mò ánh mắt. Tầng thứ 3 bóng người càng thiếu một ít, ước chừng chỉ có hơn 100 người, nhưng là nơi này liền xuất hiện cường đại hơi thở, thất tinh đấu thần cũng có mấy tên. Lôi ngục đại điện giữa cũng đều không phải là trống trải, tu sửa một ít đơn giản thạch ốc. Tránh né ở thạch ốc giữa là có thể tránh cho bị thần phạt thiên lôi công kích. Hồi lâu không có mới tới, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực sao? Không đúng, hắn thân phụ vũ khí, hẳn là không phải tội nhân. Hắn muốn làm cái gì? Thần phạt thiên lôi tới còn không né tránh. Tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi sẽ tùy cơ rớt xuống, nói cách khác không người đánh nhau, thần phạt thiên lôi đồng dạng cũng sẽ rớt xuống. Thần phạt thiên lôi theo tiếng mà xuống, này chính là tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi, có thể áp chế thất tinh đấu thần lôi đình lực lượng. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà đứng, mắt thấy thần phạt thiên lôi hướng về thân thể hắn chút xuống mà xuống. Một tiếng nổ vang sau, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp đảo bắn mà ra, trên người càng là mạo khói đen, khí huyết cuồn cuộn chi gian, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Này làn da cũng là xuất hiện ra nẻ dấu hiệu, máu tươi tràn ra, cũng may chính là khôi phục tốc độ cực nhanh, mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Bất quá lúc này Tiêu Viêm trong mắt phiếm ánh sao, bởi vì lôi hải lần thứ 2 có tiến thêm một bước tăng lên, 20 muôn phương lôi hải như cũ ở tiếp tục bò lên. Này đó là không phá thì không xây được sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, mạnh mẽ áp chế quay cuồng khí huyết, bất quá tựa hồ này tầng thứ 3 giữa, chỉ cần bại lộ bên ngoài, thần phạt thiên lôi liền sẽ tiếp tục truy kích. Đạo thứ 2 thần phạt thiên lôi không chờ Tiêu Viêm chuẩn bị tốt, đó là lần thứ 2 như nộ long giống nhau rít gào mà đến. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, như cũ không có trốn tránh, đón đỡ này thần phạt thiên lôi. Người này là điên rồi sao? Không, hắn đây là ở lấy thần phạt thiên lôi rèn thể đâu. Dùng thần phạt thiên lôi rèn thể kia đến có được kiểu gì cường hãn lực lượng, thất tinh đấu thần có thể đón đỡ tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi bản thân cũng đã là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Tầng thứ 3 tránh né ở thạch ốc giữa một ít thân ảnh, có chút khó có thể tin nhìn ở tầng thứ 3 đối mặt thần phạt thiên lôi thân hình thẳng tắp mà đứng Tiêu Viêm. Một đạo lại một đạo thần phạt thiên lôi không ngừng nổ vang. Tiêu Viêm 20 muôn phương lôi hải cũng ở liên tục bò lên, ước chừng thừa nhận rồi 5 đạo thần phạt thiên lôi sau, đó là lại tăng lên 1 vạn. Mà nay tầng thứ 3 thần phạt thiên lôi tựa hồ cũng giống như bị Tiêu Viêm khiêu khích giống nhau. Tự giữa không trung thế nhưng bắt đầu chiếm cứ, tức khắc lệnh Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vì này một ngưng. Này thiên lôi hay là còn có linh trí? Tiêu Viêm cả kinh, nhìn hội tụ thiên lôi, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh nghị ánh mắt. Hắn muốn làm cái gì? Thần phạt thiên lôi nổi giận, này một kích ta chờ đều sẽ bị oanh thành cho bụi, hay là hắn còn muốn đón đỡ? Người này lực lượng đích xác rất mạnh, như này một kích, nếu là thật muốn lỗ mãng đón đỡ nói, chỉ sợ. Nhìn trên bầu trời hội tụ thần phạt thiên lôi, đều bị này thần phạt thiên lôi oanh kích quá mọi người minh bạch trong đó uy lực. Mặc dù không phải bọn họ muốn đi tiếp này thiên lôi, nhưng cũng là làm cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nặng nề tiếng sấm giống như hung thú gầm nhẹ, ở giữa không trung ngưng tụ, Tiêu Viêm nắm tay cũng là thoáng nắm chặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hội tụ thần phạt thiên lôi. Không phá thì không xây được, liều mạng. Tiêu Viêm khớp hàm quan trọng, không trung bên trong hội tụ thần phạt thiên lôi, ước chừng so với phía trước lôi đình cường đại rồi mấy lần không ngừng, đây là một kích muốn đem Tiêu Viêm nghiền thành dập nát xu thế. Tiêu Viêm trên người 21 muôn phương lôi hải lan tràn mở ra, cả người đều có lôi hình cung bùm bùm lập lòe, con ngươi nhìn ở ra. Hội tụ thần phạt thiên lôi phảng phất cũng là đã chịu khiêu khích giống nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ hướng tới Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Nếu này nói thần phạt thiên lôi đều kháng không dưới, ta lại có cái gì tư cách khống chế diệt hư thiên lôi? Tiêu Viêm ánh mắt lôi quang lập lòe, giờ phút này Tiêu Viêm không có vận dụng bất luận cái gì nguyên khí. Muốn cường độ đại biên độ tăng lên, loại này diệt vong dường như phương pháp mới là nhanh nhất tu luyện phương thức. Đệ tam nơi có người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên người, đều là muốn xem hắn có thể hay không thừa nhận được này nói thần phạt thiên lôi oanh kích. Thần phạt thiên lôi cuối cùng đáp xuống ở Tiêu Viêm trên người, cuồn cuộn không ngừng lôi đình chi lực điên cuồng chút xuống, tiếp theo nháy mắt đó là truyền đến Tiêu Viêm vạn phần đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Lôi quang bên trong, Tiêu Viêm thân hình hơi trầm xuống, lôi quang chút xuống dục muốn hoàn toàn hủy diệt Tiêu Viêm thân thể. Lôi đình bên trong Tiêu Viêm làn da tạc nứt, máu tươi bính ra, cả người huyết nhục đều ở điên cuồng run rẩy. Hắn muốn kiên trì không được, vẫn là quá lỗ mãng, dám như thế đi khiêu chiến thần phạt thiên lôi. Chẳng phải là tìm chết sao? Có một ít người cũng không xem trọng Tiêu Viêm, nhưng quan điểm từ trước đến nay đều là đối lập, có một bộ phận người còn lại là bằng không. Bọn họ nhìn chưa từng ngã xuống Tiêu Viêm trong mắt đều là lộ ra kính nể chi ý, vì này Tiêu Viêm cắn chặt khớp hàm. Tuy rằng không quen biết, nhưng ta còn là thực hy vọng hắn có thể chịu đựng, tới đây lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến có người dám như thế khiêu khích này thần phạt thiên lôi. Nếu là chúng ta cũng như hắn có như vậy kiên nghị ý chí, làm sao sợ này thần phạt thiên lôi? Làn da tạc nứt lúc sau, đó là huyết nhục. Cứ việc đấu thần khôi phục tốc độ đã phi thường chi cường, khá vậy ngăn cản không được lôi đình hủy diệt lực lượng.
chỉ thấy Tiêu Viêm toàn thân quần áo toàn bộ tạc nứt, Lôi Đình chút xuống hạ thân thể một mảnh huyết nhục mơ hồ, cả người giống như bị lột bỏ ra giống nhau. Máu tươi đầm đìa, thân ảnh vô cùng thảm thiết, nhưng dù vậy, Tiêu Viêm như cũ không có ngã xuống. Sau một lúc lâu, lôi quang rốt cuộc tiêu tán, Tiêu Viêm đứng ở vũng máu giữa, mặc dù cả người đã không có làn da, huyết nhục tạc nứt, nhưng hắn cũng trước sau không có ngã xuống. Vkvkv. Này, hắn thế nhưng khiêng hạ. Không thể tưởng tượng, hay là hắn là tưởng lấy lực lượng đánh sâu vào bất hủ sao? Hảo cường đại lực lượng, mới vừa rồi thần phạt thiên lôi chỉ sợ ta chờ giữa không có một người có thể tiếp xuống dưới, liền tính bất tử, chỉ sợ thân hình đều sẽ bị nổ nát hơn phân nửa. Tiêu Viêm tuy rằng thân thể trước mắt vết thương, nhưng kỳ thật thượng, này đã là phi thường không thể tưởng tượng trạng thái. Ở thần phạt thiên lôi tiêu tán lúc sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương huyết sắc khuôn mặt thế nhưng còn lộ ra tươi cười. Tiêu Viêm tiếng cười tuy rằng không lớn, nhưng lại ở quanh mình truyền đẩy ra tới, nhìn giữa sân không chỉ có không có ngã xuống, thế nhưng còn truyền ra tươi cười thân ảnh, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất có vô số con kiến từ đầu ra bò quá giống nhau. Chỉ thấy Tiêu Viêm giờ phút này huyết nhục mơ hồ, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, tạc nứt huyết nhục nhanh chóng khôi phục, làn da cũng là thực mau một lần nữa sinh trưởng. Có thể nhìn đến có lôi đình ở Tiêu Viêm thân thể dưới du tẩu, lôi hình cung lập lòe, có thể rõ ràng cảm giác được đến. Tự Tiêu Viêm trên người sở phát ra cường đại khí huyết, đó là cường đại lực lượng tài năng bị khí huyết lực lượng. Còn chưa đủ, còn có thể càng cường. Tiêu Viêm thân thể càng cường, khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Tất cả khôi phục lúc sau, Tiêu Viêm đó là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung. Thần phạt thiên lôi tựa hồ không có lại rớt xuống ý tứ, Tiêu Viêm lại đem ánh mắt nhìn về phía thạch ốc bên trong mọi người. Thiên lôi không rơi, vậy chỉ có thể thỉnh chư vị chịu chết. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Mọi người đầy mặt dấu chấm hỏi, còn ở nghi hoặc chỉ là Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích không hề dấu hiệu hướng tới mọi người gào thét mà đến. Ta rốt cuộc minh bạch. Minh bạch cái gì? Nguyên lai tầng thứ tư truyền đến kêu thảm thiết là bị tấu. Tầng thứ ba bên trong, người mạnh nhất chính là thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 5.000 vạn nguyên khí nội tình, này thân hình bạo lực mà ra, hai lời chưa nói liền hướng tới Tiêu Viêm một quyền oanh tới. Tiêu Viêm cũng là việc nhân đức không nhường ai, thậm chí không có vận dụng thập tuyệt yêu viêm. Chỉ là kích động tự thân 2.400 vạn nguyên khí nội tình cùng với hiện giờ 25 muôn phương lôi hải, đối mặt gào thét mà đến thân ảnh, đồng dạng oanh ra một quyền. Hai người nắm tay đối đâm, bộc phát ra một đạo nặng nề tiếng vang. Thất tinh đấu thần sơ kỳ cũng dám can đảm nói ẩu nói tà sao? Nam tử hiển nhiên đối Tiêu Viêm cuồng vọng rất là không vui, lạnh lùng nói. Tiêu Viêm thấy thế, cũng là trong mắt ánh sao lập lòe, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười cũng không có vô nghĩa. Thất sát chấn thần quyền. Như này một cái thất sát chấn thần quyền chỉ hỗn hợp ba loại lực lượng, lôi hải, nguyên khí cùng với oanh thần cánh tay. Nắm tay như núi cao, hung hãn lực lượng ở năm ngón tay gian bùng nổ, lần thứ hai hướng tới nam tử oanh qua đi. Nam tử ánh mắt lộ ra một mặt khiếp sợ, cũng là lập tức nâng lên mặt khác một cánh tay, kích động chính mình 5.000 vạn nguyên khí nội tình, cùng Tiêu Viêm ngạnh hám mà đi. Lại là một tiếng trầm vang, nam tử cùng Tiêu Viêm thân hình đều là đột nhiên chấn động, rồi sau đó ở nam tử hoảng sợ ánh mắt giữa, năm ngón tay truyền đến nứt xương thanh âm, thật lớn lực lượng truyền lại đến cánh tay hắn, toàn bộ thân hình lập tức đảo bắn mà ra. Liền ở nam tử ổn định thân hình chuẩn bị lần thứ hai ra tay cùng Tiêu Viêm một trận chiến thời điểm, trên không lại truyền đến lôi đình hội tụ tiếng gầm rú. Tiêu Viêm thấy thế có chút không quá vừa lòng, một đạo thần phạt thiên lôi hiển nhiên quá ít. Thân hình lực ra, hướng tới nam tử gào thét mà đi, nhìn giữa không trung hội tụ sắp rơi xuống thần phạt thiên lôi. Nam tử mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc, phảng phất nội tâm ở hò hét, ngươi không cần lại đây à ngã. Nhưng Tiêu Viêm lại không có dừng lại, lôi cuốn ngọn lửa nắm tay lần thứ hai hướng tới nam tử oanh đi. Bởi vậy nam tử không thể không ra tay cùng Tiêu Viêm chống cự, sau một lúc lâu, phía trên lôi đỉnh thanh âm càng ngày càng cường liệt, Tiêu Viêm mới rút về nắm tay. Nam tử cọ cọ lui về phía sau, giờ phút này ánh mắt đã có chút hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm. Nếu nhìn chăm chú đi xem nam tử thời điểm, là có thể phát hiện, hắn trên người tất cả đều là còn mạo khói đen quyền ấn. Một cổ nghe lên như là da thịt đốt trọi hương vị tràn ngập mở ra. Đa tạ tương trợ, Tiêu Viêm còn không quên nhìn về phía hắn, chắp tay ôm quyền. Làm nửa ngày, Tiêu Viêm tấu hắn chính là vì dẫn động thần phạt thiên lôi, tức khắc lệnh quanh mình đông đảo tránh né ở thạch ốc trung thân ảnh cảm thấy xấu hổ. Lúc này đây không trung bên trong hội tụ thần phạt thiên lôi so với phía trước càng là chỉ có hơn chứ không kém, càng cường đại thần phạt thiên lôi ngưng tụ sau, tiếp tục hướng tới Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Cứ như vậy, tầng thứ ba giữa, tiếng kêu thảm thiết truyền tới tầng thứ tư cùng tầng thứ hai, tầng thứ tư ánh mắt đều còn lòng còn sợ hãi. Nhưng không biết vì cái gì, đương tầng thứ ba cường giả đều không có sai biệt sau, mọi người trong lòng phảng phất trong nháy mắt cân bằng rất nhiều. Mà tầng thứ hai nghe được tầng thứ ba truyền đến tiếng kêu thảm thiết liền lộ ra thập phần khó hiểu biểu tình, đều ở suy đoán đến tục cùng đã xảy ra sự tình gì. 30 muôn phương, 40 muôn phương, 50 muôn phương. Tầng thứ ba bên trong, 100 nhiều đạo thân ảnh giờ phút này đều là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm,
Liền ở phía trước bọn họ còn tưởng rằng mặc kệ chính mình sự tình. Nhưng Tiêu Viêm làm được chính là công bằng công chính, mưa móc đều dính, ở tầng thứ 3 tất cả mọi người tấu một lần. Thần phạt thiên lôi càng cường, Tiêu Viêm liền biểu hiện càng thêm hưng phấn, trong cơ thể lôi hải điên cuồng càng là được đến điên cuồng tăng lên, không thể tưởng tượng đi tới 50 muôn phương bực này khủng bố số lượng. Ta giờ phút này nếu là chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể cùng 5 sao đấu thần một trận chiến. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên ánh sao, hiện tại thân thể thượng truyền đến cường đại lực lượng, làm Tiêu Viêm trong mắt nổi lên chiến ý, trên người tản mát ra cường đại khí huyết lực lượng. Đạt tới 50 muôn phương lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 2, trong mắt hưng phấn dần dần nùng liệt. Đương ánh mắt nhìn về phía quanh mình mọi người thời điểm, đều là mắt lộ ra ủy khuất, bọn họ chỉ cảm thấy đã chịu không thể miêu tả khuất nhục, trước nay không như vậy ủy khuất quá. Đa tạ chư vị, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, thân hình đó là hướng tới tầng thứ 2 lao đi. Mọi người đó là một đầu hắc tuyến, nguyên lai bị đánh cũng có thể xem như hỗ trợ, nhưng như thế nào cảm giác cũng hình như là đã chịu vũ nhục giống nhau, lệnh chúng nhân thật lâu không thể tiêu tan. Bất quá đương tầng thứ 2 truyền đến tiếng kêu thảm thiết thời điểm, mọi người cũng liền đều tiêu tan, thậm chí lộ ra châm chọc tươi cười. Tầng thứ 2 cường giả cũng bất quá như thế. Nhiễm Xương lúc này rời đi lôi ngục đại điện, học Tiêu Viêm một phen khi dễ lúc sau, vui vẻ cười to. Tiểu sư đệ còn không có ra tới sao? Nhiễm Xương có chút nghi hoặc, bởi vì Tiêu Viêm tiến vào lôi ngục đại điện giữa đã tiếp cận có 10 năm lâu. Còn không có, nữ hoàng cũng từng đã tới, còn có 3 cái tuyệt sắc nữ tử cũng đều đã tới. Thủ vệ nói, Tiêu Viêm tiến vào này lôi ngục đại điện đích xác có một ít thời gian. Hắn khẳng định là dừng lại ở tầng thứ 4, thế nhưng đã lâu như vậy. Nhiễm Xương chậm gì gì nói, thủ vệ cười khổ lắc lắc đầu. Liên ở mới vừa rồi, đã tiến vào đến tầng cao nhất, thủ vệ trả lời nói. Tầng thứ 4 tội nhân chỉ sợ là khổ không nói nổi nha. Ngươi nói cái gì? Nhiễm Xương còn không có phản ứng lại đây, lo chính mình nói, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn thủ vệ. Tôn thượng chuyển thế trước mắt đã đi hướng lôi ngục đại điện tầng cao nhất. Thủ vệ lần thứ 2 nói, Nhiễm Xương trong mắt sỗ súc, trên mặt bị nồng đậm khiếp sợ sở chiếm cứ, lập tức ngẩng đầu hướng tới cao tới mấy ngàn trượng sông thẳng tận trời lôi ngục đại điện nhìn lại. Nhiễm Xương thân hình lập tức liền hướng tới trên không lao đi, bởi vì lôi ngục đại điện tầng cao nhất bao phủ ở trên không lôi vân giữa, huyền phù ở lôi vân giữa. Quanh mình tiếng sấm nổ vang, Nhiễm Xương từ phần ngoài đi xem lôi ngục đại điện đỉnh, có thể nghe được này không dứt bên tai tiếng gầm rú. Tiểu sư đệ, quả thực tiến vào tới rồi tầng cao nhất, muốn biết được, tầng cao nhất giữa hiện giờ không có giam giữ bất luận cái gì một cái tội nhân. Bởi vì trực diện thần phạt thiên lôi, kia chờ uy lực. Tầm thường cửu tinh đấu thần căn bản thừa nhận không được. Nhiễm Xương mắt lộ ra hoảng sợ, trong lòng căng thẳng, nội tâm giờ phút này khẩn trương lên, thập phần lo lắng Tiêu Viêm. Đỉnh tầng bên trong lôi quang lập lòe, Nhiễm Xương ngồi xếp bằng ở giữa không trung, loại này thời điểm chỉ có thể tĩnh chờ Tiêu Viêm tin tức. Ít nhất trước mắt vẫn là có thể rõ ràng cảm giác đến đỉnh tầng bên trong sinh mệnh hơi thở cũng không lo ngại. Lúc này Tiêu Viêm đứng lặng với lôi ngục đại điện đỉnh tầng phía trên, ở này đỉnh đầu phía trên, đó là có một con lôi phượng, sở hữu thần phạt thiên lôi đều là từ nó trên người phát ra. Bốn phía thượng trăm điều thiết khóa đem này vây ở trong đó, đem nó cầm tù tại đây. Bực này hơi thở, quả thật là lôi đỉnh chi tâm. Tiêu Viêm kinh hỉ nhìn trên đỉnh đầu phía sau lan tràn không biết ẩn chứa nhiều ít lôi đình chi lực lôi hải, kia khủng bố hơi thở lệnh Tiêu Viêm kinh hồn táng đảm. Lôi phượng há mồm, truyền ra tới thanh âm không phải phượng minh, mà là cuồn cuộn lôi đình tiếng gầm gừ, nó lập lòe lôi quang hai tròng mắt thình lình nhìn về phía Tiêu Viêm, bộc phát ra nùng liệt lệ khí. Hủy diệt, hủy diệt. Cuồn cuộn tiếng sấm giữa, truyền ra một đạo tràn ngập nồng đậm lệ khí thanh âm. Chỉ thấy lôi hải xoay quanh, ở này lôi phượng phía sau xoay tròn hình thành một mảnh thật lớn lốc xoáy vân, tiếng sấm lập lòe. Lôi đình ở lôi phượng trên người hội tụ. Thứ nhất đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, không có bất luận cái gì ánh sao dao động, thoạt nhìn tựa hồ không có linh trí. Không nên, diệt hư thiên lôi đều có được cực cao linh trí, bao gồm hỏa diễm chi tâm. Chúng nó ở trình độ nhất định thượng cũng coi như là có linh trí thả bất tử bất diệt sinh linh, hay là nó đều không phải là lôi đình chi tâm sao? Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn khu trung bên trong tràn ngập nùng liệt lệ khí lôi phượng. Không đợi Tiêu Viêm quá nhiều suy tư, lôi phượng đột nhiên một trương phượng khẩu, ngập trời lôi quang hội tụ. Một đạo lôi đình trùng tia sáng hướng tới Tiêu Viêm tê khiếu mà đến, ẩn chứa phía trước hoàn toàn vô pháp bằng được lôi đình lực lượng. Này lôi đình trùng tia sáng giữa ẩn chứa khủng bố đến cực điểm hủy diệt chi lực, tuy rằng Tiêu Viêm trải qua tầng thứ 2 lễ rửa tội sau, lôi hải đột phá tới rồi 90 muôn phương, nhưng lôi phượng này một kích, Tiêu Viêm cảm giác đến lại là tử vong nguy cơ. Nói cách khác, tại đây lôi đình trùng tia sáng hạ, Tiêu Viêm căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực, khoảnh khắc liền sẽ bị oanh thành tro bụi. Mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ có 90 muôn phương như thế bằng bạc lôi hải thêm vào, nhưng như cũ ở lôi phượng này tụ tập vô cùng cường đại lôi đỉnh trùng tia sáng hạ, bất kham một kích. Khó trách này đỉnh tầng một người cũng không có, mặc dù là cửu tinh đấu thần đỉnh cũng gần chỉ là ở tầng thứ 2, đây mới là chân chính thần phạt thiên lôi à. Tiêu Viêm trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bất quá lại không có chút nào lùi bước. Bất quá vừa lúc,
nhưng thật ra có thể mượn này nhìn xem có thể hay không làm bản tôn hoàn toàn khống chế diệt hư thiên lôi. Tiêu Viêm nói xong, tiên ma phân thân đó là xuất hiện ở bên cạnh. Giờ phút này tiên ma phân thân đã hoàn toàn biến thành một cái lão nhân bộ dáng. Tiêu Viêm giữa mày chỗ tà tôn ấn ký hiện lên. Ở lôi đình trùng tia sáng tiến đến phía trước, tiên ma phân thân cùng Tiêu Viêm bản tôn thân ảnh đó là trọng điệp ở cùng nhau. Tức khắc gian, Tiêu Viêm cả người hắc lôi lập lòe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rít gào mà đến lôi đình trùng tia sáng. Tiếp theo nháy mắt, Tiêu Viêm thân ảnh đó là bị này đinh tai nhức óc lôi đình trùng tia sáng cấp hoàn toàn bao phủ trong đó. Diệt hư thiên lôi đem Tiêu Viêm cả người bao phủ, đây cũng là tiên ma phân thân cuối cùng một lần bộc phát ra hắn lực lượng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, tiên ma phân thân sinh mệnh ở nhanh chóng trôi đi, toàn bộ thân hình đã kề bên cực hạn. Sau một lúc lâu lúc sau, trùng tia sáng tiêu tán, mặt đất lôi đình tràn ngập, Tiêu Viêm đứng lặng trong đó sừng sững không ngã, trên người lập lòe ngập trời lôi quang. Một trăm muôn phương, giờ phút này Tiêu Viêm trong mắt ánh sao bạo khởi, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lôi hải. Tiên ma phân thân chia lìa mà ra, Tiêu Viêm lập tức trào ra một sợi bất diệt chi hỏa, ổn định sắp tiêu tán sinh mệnh hơi thở. Diệt hư thiên lôi, hiện giờ ta thân thể có không có tư cách khống chế lực lượng của ngươi, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Thân thể lực lượng miễn cưỡng cũng đủ, còn cần xem ngươi ý chí có đủ hay không cứng cỏi. Diệt hư thiên lôi thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy, thật mạnh gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt, đến đây đi. Tiên ma phân thân thân thể đột nhiên run lên, chỉ thấy một viên lớn bằng bàn tay màu đen lôi tâm từ này trung chia lìa mà ra, huyền phù ở Tiêu Viêm trước mặt. Chợt Tiêu Viêm vung tay lên, đó là đem hoàn toàn hơi thở thoi thóp tiên ma phân thân thu vào không gian giới tử giữa. Lấy bất diệt chi hỏa vì này tục mệnh, lệnh này phân thân tạm thời còn có sinh mệnh hơi thở. Tiên ma phân thân chính là tiên ma cổ giới 12 thủy tổ chi nhất, bực này thân phận nói không chừng ngày sau còn hữu dụng được với địa phương, cho nên Tiêu Viêm tạm thời bảo vệ phân thân sinh mệnh. Diệt hư thiên lôi huyền phù tới rồi Tiêu Viêm trước người, nhìn lớn bằng bàn tay màu đen lôi tâm, rồi sau đó hóa thành một đạo màu đen tia chớp nhảy vào Tiêu Viêm trong đan điền. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong cơ thể tức khắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, diệt hư thiên lôi hoàn toàn đi vào, hoàn toàn đánh vỡ tam đại hỏa diễm chi tâm cân bằng chi cục. Tiêu Viêm lập tức liền một mồm to máu tươi phun ra, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng điên cuồng bốn phía, điên cuồng đánh sâu vào Tiêu Viêm huyết mạch. Toàn bộ trong cơ thể tức khắc giống như núi lửa phun trào giống nhau, Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, vận chuyển tử thần hư linh quyết. Cường đại thả nhu hòa lực lượng giống như hai chỉ bàn tay to xuất hiện ở Tiêu Viêm trong cơ thể. Sau đó đem nhớ loạn ba cái hỏa diễm chi tâm trấn an xuống dưới, chậm rãi quay chung quanh diệt hư thiên lôi. Thấy như vậy một màn sau, Tiêu Viêm mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tiếp theo nháy mắt, đến từ diệt hư thiên lôi cùng bạo năng lượng đó là tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân. Mà Tiêu Viêm 100 muôn phương lôi hải cũng là kích động mà ra, cùng với lực lượng bắt đầu lẫn nhau chống lại triệt tiêu. 100 muôn phương lôi hải bắt đầu nhanh chóng bị diệt hư thiên lôi cắn nuốt, nhưng theo lôi hải tiêu tán, Tiêu Viêm trong cơ thể xuất hiện đạo thứ nhất diệt hư lôi mạch. Chợt đệ nhị điều, đệ tam điều, đệ tứ điều, Tiêu Viêm bên trong từng đạo diệt hư lôi mạch bị sáng lập mà ra, nhưng đồng thời lôi hải cũng ở nhanh chóng tiêu tán. Háo đi lôi hải hóa thành diệt hư lôi mạch, phía trước tiên ma phân thân chẳng qua sáng lập ra 10 đạo. Giờ phút này Tiêu Viêm trăm vạn lôi hải tiêu tán quá nửa, nhưng đồng thời diệt hư lôi mạch cũng vượt qua 10 điều. Theo số lượng gia tăng, sáng lập diệt hư lôi mạch sở yêu cầu lôi hải cũng càng ngày càng nhiều. Trăm vạn lôi hải không đến nửa nén hương thời gian đã bị diệt hư thiên lôi cắn nuốt hầu như không còn, Tiêu Viêm trong cơ thể diệt hư lôi mạch thình lình như ngừng lại 18 điều. Như này cũng không đại biểu Tiêu Viêm liền thành công khống chế diệt hư thiên lôi, tiếp theo nhảy mắt. Tiêu Viêm toàn bộ huyết nhục tạc nứt, toàn thân diệt hư thiên lôi vô cùng táo bạo, điên cuồng tứ lực Tiêu Viêm thân thể. Tức khắc gian, toàn bộ lôi ngục đại điện đỉnh tầng truyền đến Tiêu Viêm thống khổ kêu thảm thiết thanh âm. Kia thảm thiết tiếng kêu truyền đãng toàn bộ lôi ngục đại điện, không ít bị Tiêu Viêm khi dễ quá người, đều là mắt lộ ra ánh sao. Rốt cuộc là ở hiền gặp lành. Này tiếng kêu thảm thiết khẳng định chính là kia ác nhân, ta cảm thấy hắn so với chúng ta càng có tư cách bị nhốt ở nơi này, quá đáng giận. Thanh âm truyền ra lôi ngục đại điện, ngồi xếp bằng Nhiễm Xương đột nhiên mở hai mắt, kinh hoàng nhìn về phía lôi ngục đại điện đỉnh tầng. Giờ phút này đại điện giữa càng là bạo nổi lên chói mắt lôi quang, đem toàn bộ đỉnh tầng chiếu trong sáng, tiếp theo nháy mắt, càng vì thế lương tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền đến. Mà này tiếng kêu thảm thiết, đúng là Tiêu Viêm không thể nghi ngờ. Nhưng Nhiễm Xương cũng không có lỗ mãng nhảy vào trong đó, tuy rằng Tiêu Viêm phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng lệnh người càng vì kỳ quái chính là, Tiêu Viêm sinh mệnh hơi thở cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng cường. Tiểu sư đệ lúc này mới kêu chân chính rèn thể, thật sự làm được không phá thì không xây được, đủ điên đủ si đủ cuồng a. Nhiễm Xương cảm nhận được Tiêu Viêm hơi thở không có trở ngại lúc sau, trong mắt cũng là bắn ra kích động ánh sao. Không biết đi qua bao lâu, lôi ngục đại điện đỉnh tầng thượng lôi quang dần dần bình ổn. Chợt đó là có thể nhận thấy được một đạo có được vô cùng nồng đậm khí huyết dao động từ trong đó truyền ra. Đỉnh tầng phía trên, chỉ thấy Tiêu Viêm trên người màu đen diệt hư thiên lôi lưu chuyển, trước mắt vết thương thân thể đang ở lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ khôi phục. Một lát thời gian, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu,
thả có thể nhìn đến huyết nhục dưới diệt hư lôi mạch lưu chuyển cường đại lôi đỉnh chi lực. Ở Tiêu Viêm luyện hóa diệt hư thiên lôi trong lúc, Lôi Phượng hướng tới Tiêu Viêm phun ra qua vài lần lôi đỉnh trùng tia sáng. Nhưng giờ phút này có được diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm thân thể cường độ lần thứ hai đề cao một cấp bậc. Bằng hiện tại thân thể lực lượng, hơn nữa nguyên khí, bản tôn hẳn là có thể địch nổi bát tinh đấu thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Tiêu Viêm trong mắt bắn ra nùng liệt ánh sao, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Hiện giờ cuối cùng là đem diệt hư thiên lôi làm bản tôn có được, kể từ đó liền không cần phải đi ỉ lại với tiên ma phân thân. Tuy rằng cùng nguyên thần phân thân kia chờ bất hủ thân thể còn có cực đại chênh lệch, nhưng là loại này chênh lệch, Tiêu Viêm đang ở lấy bay nhanh tu luyện đi thu nhỏ lại chênh lệch. Diệt hư thiên lôi tác dụng phi thường rõ ràng, có được cực kỳ cuồng bạo lôi đình lực lượng, như này có thể vận dụng nhiều ít lực lượng liền hoàn toàn ỉ lại với sáng lập nhiều ít diệt hư lôi mạch. Hoàn toàn luyện hóa diệt hư thiên lôi lúc sau, hơn nữa mới vừa rồi lôi phượng lôi đình trùng tia sáng. Tuy rằng nó là hướng mặt diệt Tiêu Viêm, nhưng là đối với Tiêu Viêm tới nói, còn lại là đối hắn khởi tới rồi lớn lao trợ giúp. Lệnh Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên bản chỉ sáng lập 18 điều diệt hư lôi mạch. Ở này lôi đình trùng tia sáng đánh sâu vào hạ, ngạnh sinh sinh làm Tiêu Viêm lại sáng lập ra thứ 19 điều cùng thứ 20 điều. Nếu là đem sở hữu diệt hư lôi mạch toàn bộ sáng lập mà ra, có lẽ thân thể là có thể chạm vào bất hủ một cảnh. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, lẩm bẩm mở miệng, mỗi nhiều ra một cái diệt hư lôi mạch, Tiêu Viêm là có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể tiến thêm một bước tăng lên. Đương nhiên, Tiêu Viêm tiếp tục dừng lại tại đây đỉnh tầng giữa, Lôi Phượng nếu còn nguyện ý phun trào lôi đỉnh trùng tia sáng, Tiêu Viêm có lẽ có thể sáng lập ra càng nhiều diệt hư lôi mạch, bất quá ở Lôi Phượng phun ra thứ 5 đạo thứ 6 lôi đỉnh trùng tia sáng thời điểm, tựa hồ liền hoàn toàn từ bỏ. Nó phía sau không biết ngưng tụ nhiều ít năm tháng mà đến lôi hải, lại là đã tiêu hao hơn phân nửa, mà này tiêu hao rất lôi hải. Không chỉ có không có mặt tiêu diệt Tiêu Viêm, ngược lại là làm Tiêu Viêm mượn này lực lượng làm thân thể đề cao tới rồi xưa nay chưa từng có trình tự. Diệt hư thiên lôi, trên đỉnh đầu này chỉ Lôi Phượng cũng là lôi đỉnh chi tâm sao? Tiêu Viêm không cấm tò mò hỏi. Nó là Hạo Thiên chân lôi, ở các ngươi cho xếp hạng giữa chính là xếp hạng vị thứ 5. Diệt hư thiên lôi trả lời nói. Thật đúng là lôi đỉnh chi tâm, Tiêu Viêm kinh dị nói. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng lòng tham đem nó cũng luyện hóa nhập thể? Diệt hư thiên lôi hơi mang một ít không tức giận thanh âm. Kia đảo không phải, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, một cái lôi đỉnh chi tâm vì sao sẽ bị cầm tù tại đây? Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu, hiện giờ thân thể đã đạt tới cực hạn, ba cái hỏa diễm chi tâm cùng với một cái lôi đỉnh chi tâm chính là bốn cái thiên địa thần vật. Đã phi thường chi khoa trương, hơn nữa lấy Tiêu Viêm hiện tại thân thể trạng thái, nếu lại mạnh mẽ luyện hóa một cái, phòng trường thật sự muốn nổ tan xác mà chết. Hạo Thiên chân lôi tựa hồ có ma tính, hẳn là tự nguyện tại đây, lấy thời gian tiêu hao này ma tính, hoặc là chính là cái nào cường đại người đem này luyện hóa, loại bỏ này ma tính. Hiện tại nó cơ hồ không có gì linh trí, một khi phóng thích liền sẽ làm bất luận cái gì một cái giới không biến thành nó luyện ngục. Diệt hư thiên lôi nói, Tiêu Viêm nhìn giữa không trung Lôi Phượng, hít hà một hơi. Vốn đang muốn mượn này tiếp tục tăng lên, nghe ngươi như vậy vừa nói, nếu là nó thật sự tức giận đem ta oanh chết liền không hảo. Tiêu Viêm cười khổ nói. Giờ đi đi, không cần tiếp tục trêu chọc nó, thật sự điên lên đem ngươi oanh chết cũng không phải không có khả năng. Diệt hư thiên lôi cũng là tán đồng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với giữa không trung Lôi Phượng ôm quyền chắp tay. Tuy rằng không biết ngươi tiền bối hay không còn có linh trí, nhưng lần này vẫn là đa tạ tiền bối tương trợ, nếu có cơ hội, ta sẽ lại đến vì tiền bối loại bỏ ma tính. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, ở Tiêu Viêm tiến vào lôi ngục đại điện sau, kỳ thật có thể cảm nhận được này đó lôi đình có được dụng tâm trí. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng trong đó cũng vô cùng có khả năng là Hạo Thiên chân lôi ở giúp hắn, chính như diệt hư thiên lôi lời nói. Nếu Hạo Thiên chân lôi thật sự muốn mạt diệt hắn, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình yên đứng lặng tại đây. Lôi Phượng cũng không có đáp lại Tiêu Viêm, như cũ vang vọng cuồn cuộn lôi đình tiếng gầm rú. Tiêu Viêm cũng không có tính toán tiếp tục dừng lại tại đây, chợt lấy ra ngọc giản, ở lòng bàn tay bên trong bóp nát. Rồi sau đó quang mang chợt lóe chi gian, Tiêu Viêm thân hình đó là từ lôi ngục đại điện đỉnh tầng biến mất không thấy. Toàn bộ lôi ngục đại điện lập tức trở về tới rồi bình tĩnh giống nhau, đương ở Tiêu Viêm rời khỏi sau. Lôi ngục đại điện cơ hồ đi qua rất dài thời gian thần phạt thiên lôi đều giảm bớt rất nhiều, uy lực cũng là ở vượt qua dài dòng thời gian sau mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm thân ảnh vừa mới ra tới, Nhiễm Xương lập tức tiến lên đây xác nhận Tiêu Viêm tình huống. Không ngại, hết thảy thuận lợi. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu. Hảo cường thân thể lực lượng, như thế đi xuống, chỉ sợ tiểu sư đệ thân thể đều có thể đột phá đến bất hủ đi. Nhiễm Xương đánh giá Tiêu Viêm, cảm thụ được Tiêu Viêm trên người sở phát ra cường đại khí huyết, trong mắt phát ra ánh sao. Bái kiến tôn thượng. Cùng lúc đó, lôi ngục đại điện ngoại trăm tên thủ vệ, toàn bộ chạm chỉnh chỉnh tề tề, trăm miệng một lời hô, khí thế bàng bạc. Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Bọn họ biết tiểu sư đệ thân phận sau, đều thập phần sùng bái tôn kính cùng ngươi, không kỳ quái. Nhiễm Xương cười nói. Đều không cần khách khí, tôn thượng sớm đã là qua đi thức, ta kêu Tiêu Viêm, về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn.
Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, mọi người sôi nổi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Viêm tính cách sẽ như thế ôn hòa thả bình dị gần gũi. Cái kia, Tôn thượng, ta từ nhỏ nghe ngài chuyện xưa lớn lên, có thể hay không cho ta ký cái tên? Tiêu Viêm thái độ lập tức làm mọi người cảm thấy thập phần hiền hòa, sôi nổi thấu đi lên, bọn họ trong tay cầm một quyển vẽ bổn. Tiêu Viêm tiếp nhận vẽ bổn, ánh mắt tò mò đánh giá. Tôn thượng tiền truyện. Không hiếm lạ, Tôn thượng chuyện xưa ở cổ thần giới giữa, chính là rất nhiều hài đồng từ nhỏ nhìn đến lớn sách báo, tâm sinh sùng bái cũng thập phần bình thường. Nhiễm Xương cười nói, chợt hắn cũng lấy ra đồng dạng vẽ bổn. Ở mọi người chờ mong ánh mắt giữa, Tiêu Viêm cuối cùng cũng là chỉ phải bất đắc dĩ, nhất nhất ở bọn họ vẽ bổn thượng ký xuống ký tên. Tiểu sư đệ, nếu không, cũng cấp sư huynh thêm một cái. Nhiễm Xương cợt nhả tiến đến Tiêu Viêm trước mặt. Đi thôi, trở về nhìn một cái ta ba vị kiều thê, xong việc cũng là thời điểm nên rời đi. Tiêu Viêm nói đó là cùng Nhiễm Xương hai người hóa thành cầu vồng rời đi. Đình viện bên trong, Tiêu Viêm từng cái vì ba vị thê tử giải thích nghi hoặc, tận khả năng ở không phá hư bản thân thiên tư dưới tình huống, trợ giúp các nàng tăng lên thực lực. Lúc sau Tiêu Viêm đó là ở đình viện giữa cùng ba vị kiều thê vượt qua an nhàn một năm thời gian. Nhưng Tiêu Viêm biết, như vậy bình tĩnh sinh hoạt chỉ là nguy cơ ám lưu dũng động ngắn ngủi biểu hiện giả dối thôi. Là thời điểm nên rời đi, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tam nữ đều là lộ ra không tha biểu tình, Tiêu Viêm đã đem nên công đạo đều đã nói rõ ràng. Hắn cần thiết rời đi, nhìn tam nữ Tiêu Viêm trong mắt thần sắc ảm đạm, đều không phải là hắn bổn ý muốn đi lang bạt, rất nhiều thời điểm hắn cũng chỉ là không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khóc sức mướt làm cái gì, chỉ là ngắn ngủi rời đi mà thôi, đừng tang cái mặt. Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân hốc mắt hồng nhuận, lưu luyến không rời lôi kéo Tiêu Viêm. Phu quân nhất định phải tiểu tâm, Tiêu Viêm nhìn khóc sức mướt hai người, trong lòng cũng là mềm nhũn. Yên tâm đi, vấn đề nhỏ, các ngươi phải hảo hảo tu luyện, ngày sau mới có thể trợ ta giúp một tay. Tiêu Viêm xoa xoa nhị nữ chán ve nhẹ nhàng cười nói. Thải Lân ngươi lại đây, ta còn có một việc công đạo cùng ngươi. Thải Lân tuy rằng không bằng Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân kiều nhu, nhưng là ở này mắt đẹp chỗ sâu trong như cũ lộ ra không tha. Thải Lân không có gì ngờ vực, chậm rãi dựa tới rồi Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm gần sát Thải Lân bên tai. Một tiếng giòn vang, bên tai truyền đến Tiêu Viêm tiếng cười, bàn tay ở Thải Lân mông vểnh thượng nhẹ nhàng một phách. Thải Lân mới phát giác lại đây, Tiêu Viêm đây là ở đùa giỡn nàng, vừa muốn tức giận, Tiêu Viêm thân ảnh lại đã là không thấy bóng dáng. Tiêu Viêm, đối đãi ngươi trở về xem bổn vương không hảo hảo thu thập ngươi, Thải Lân giận dữ hét. Một lời vì đít, Tiêu Viêm thanh âm từ ở xa truyền đến, tam nữ đứng lặng ở đình viện bên trong hồi lâu, xác định Tiêu Viêm thật sự rời đi sau, mới ánh mắt cô đơn ngồi xếp bằng xuống dưới. Chúng ta cũng không thể chậm trễ, phải hảo hảo tu luyện. Tiêu Kỳ nói, Thanh Lân thật mạnh gật gật đầu. Thải Lân con ngươi cũng có ánh lửa chớp động, nàng cũng minh bạch nếu là không gia tăng tu luyện, về sau các nàng chỉ có thể bị che chở, này không phải Thải Lân muốn, nàng càng nguyện ý đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm rời khỏi sau, tam nữ cũng là không có một lát chậm trễ, cổ thần điện cho cũng đủ tài nguyên dưới tình huống, cũng là tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức. Cổ thần điện, Tiêu Viêm rời đi phía trước vẫn là đi tới đại điện giữa, hắn có thể hư không tiêu thất, như này tuyệt phi là tốt nhất lựa chọn. Là chuẩn bị phải rời khỏi sao? Nữ hoàng nhìn Tiêu Viêm xuất hiện cũng không kỳ quái. Tiêu Viêm hơi hơi gật gật đầu, đã ở cổ thần giới bên trong dừng lại mười mấy năm thời gian, không sai biệt lắm là thời điểm nên rời đi. Có tính toán gì không sao? Nữ hoàng hỏi. Trước khi rời đi còn tưởng làm ơn nữ hoàng, có không hỗ trợ chăm sóc một chút đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới. Tuy rằng cơ bản đều đã rời đi, bất quá đấu khí đại giới cùng đấu đế đại lục đối với Tiêu Viêm tới nói, kia vẫn như cũ là hắn quê nhà. Cái này ngươi yên tâm, phía trước ở ngươi cùng Thiên Nhân phủ phát sinh đại chiến thời điểm, cũng đã an bài thỏa đáng, đều ẩn nấp lên, Thiên Nhân phủ cũng là khó có thể phát giác. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, này chờ nữ tử thật là phu phu khó cầu a. Đa tạ nữ hoàng phòng ngừa chu đáo, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Như thế nào, đối bổn hoàng động tâm sao? Tuy rằng ngươi thế thiếp không ít, bất quá ở ngươi thế thiếp giữa lại vô bổn hoàng như vậy mưu trí chi nữ, nếu không lại một lần nữa suy xét, nữ hoàng cũng là cười nói. Không xong, đề tài lại bị xả xa. Nữ hoàng, ta còn có một chuyện, Tiêu Viêm nói xong ánh mắt nhìn về phía quanh mình hai sườn. Đại điện hai sườn là thiên cơ các, có hơn trăm người đi lại quản lý. Nữ hoàng vung tay lên, hơi thở đem quanh mình bao phủ. Nữ hoàng có không xác định cổ thần giới bên trong không có bất luận cái gì nhãn tuyến thẩm thấu? Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ý của ngươi là nói, cổ thần giới bên trong có Thiên Nhân phủ đôi mắt. Nữ hoàng con ngươi cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Viêm gật gật đầu. Thiên Nhân phủ bên kia biết được ta toàn bộ tin tức. Tiêu Viêm nói. Ngươi là như thế nào biết được? Nữ hoàng có chút kinh dị nhìn Tiêu Viêm. Nữ hoàng còn nhớ rõ ta cho là đoạt xá bọn họ một cái linh vương sao? Hiện đã sống lại, phong ấn bị bọn họ phá khai rồi. Tiêu Viêm nói, hắn cũng không có hoàn toàn đem Khuê Quân hoàn toàn đoạt xá, mà là ý chí lẻn vào tâm thần. Cho nên Thiên Nhân phủ bên trong tin tức,
bản tôn bên này có thể thông qua khuê quân mà biết được. Yêu cầu xử lý rất sao? Nữ hoàng hỏi. Nữ hoàng biết được việc này, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Có thể xác định có 5 người, nhưng vô pháp nhổ tận gốc. Nữ hoàng nói, hiển nhiên nàng đã sớm biết được cổ thần giới giữa có thiên nhân phủ nhãn tuyến, chẳng qua cũng không có đi rút dây động rừng. Nữ hoàng nếu biết được vì sao không có giải quyết rớt bọn họ? Tiêu Viêm hỏi. Cổ thần giới có thiên nhân phủ nhãn tuyến, thiên nhân phủ tự nhiên cũng có cổ thần giới nhãn tuyến, kỳ thật hai bên đều biết được điểm này. Nếu bọn họ không có xử lý, chúng ta cũng chưa từng rút dây động rừng, ít nhất này đó nhãn tuyến cũng không thể chạm đến trung tâm cơ mật. Nữ hoàng đạm nhiên nói. Đã có nhãn tuyến, thuận tiện làm cục đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, ít nhất biết được hết thảy đều ở nữ hoàng khống chế giữa, Tiêu Viêm liền không có cái gì tất yếu đi lo lắng. Nữ hoàng hơi hơi gật gật đầu, hết thảy an bài đều lựa chọn nghe theo Tiêu Viêm. Không bao lâu, cổ thần giới trên không mọi người tụ tập, Tiêu Viêm nhất nhất ôm quyền chắp tay. Chư vị vậy cáo từ. Cổ thần giới trên không mọi người đưa tiễn Tiêu Viêm, đối với mọi người tới nói, cũng không biết Tiêu Viêm đi trước nơi nào. Tổng cộng có 5 con đồng dạng phi thuyền, Tiêu Viêm xoay người đó là bước lên trong đó một con thuyền, rồi sau đó ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ. 5 con phi thuyền chậm rãi lên không, rồi sau đó vẽ ra thật dài 5 đạo khói nhẹ đó là biến mất ở cổ thần giới trên không. Mọi người nhìn theo thật lâu sau, mới sôi nổi rời đi. Ai cũng không hiểu được Tiêu Viêm muốn đi trước nơi nào, nữ hoàng cũng chưa bao giờ lộ ra qua chút nào, tất cả mọi người không hiểu được. Thậm chí liền nữ hoàng cũng chỉ là biết được Tiêu Viêm muốn đi trước vô chủ nơi, nhưng đến nỗi sẽ đi trước cái nào vô chủ nơi nàng cũng không thể xác định. Nữ hoàng điện hạ, tiểu sư đệ một người rời đi vì sao phải dùng 5 con phi thuyền? Nhiễm Xương sau khi rời đi, có chút khó hiểu. Muốn biết sao? Nữ hoàng nhìn về phía Nhiễm Xương gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nữ hoàng, đều cảm thấy rất là tò mò. Chỉ thấy nữ hoàng nhún vai, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng rất tưởng biết là vì cái gì, nhưng hắn chưa nói. Mọi người lòng hiếu kỳ nháy mắt đã bị bát một chậu nước lạnh, bất đắc dĩ nhìn nữ hoàng. Cổ thần giới bên trong khôi phục bình tĩnh, hết thảy như cũ. Trong đại điện, nữ hoàng chính miêu tả Tiêu Viêm bức họa, một bên họa một bên khóe miệng hơi hơi giơ lên, dường như càng xem càng thích giống nhau. Không bao lâu, đại điện ngoại, chỉ thấy Kha Vân cùng với các vị sư huynh từ bên ngoài bạo lực mà đến. Nhiễm Xương một cái lảo đảo càng là vừa lăn vừa bò, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nữ hoàng điện hạ, ra đại sự. Nhiễm Xương gào giống thanh âm đem toàn bộ an tĩnh đại điện đánh vỡ. Hoang mang rối loạn làm cái gì? Nữ hoàng mày liễu hơi nhíu, trong tay bút lông lại không có chút nào run rẩy. Nữ hoàng điện hạ, tiểu sư đệ đã chết. Nhiễm Xương hốc mắt hồng nhuận, Diệp Phi Ngư cũng là thần sắc kích động. Mặt khác vài vị các sư huynh sôi nổi nắm chặt nắm tay, giờ phút này có chút khó mà tin được sự thật này. Nữ hoàng nhẹ nghi một tiếng, mọi người sôi nổi kinh ngạc nhìn nữ hoàng đạm nhiên biểu tình. Nữ hoàng điện hạ, Tiêu Viêm đã chết, 5 con phi thuyền rời đi cổ thần giới lúc sau đã bị oanh thành dập nát. Phi thuyền dập nát cạn toàn bộ đều biến mất, đó là thiên nhân phủ mất đi chùm tia sáng, tiểu sư đệ định là ở thiên nhân phủ trong tay. Khởi binh đi, nữ hoàng điện hạ, cấp bách a, bọn họ sẽ không bỏ qua tiểu sư đệ. Nhiễm Xương tâm thần đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại. Nữ hoàng chậm rãi đứng dậy, mọi người giờ phút này tâm thần căng thẳng, tựa hồ đã chuẩn bị tốt cùng thiên nhân phủ một trận tử chiến. Lui ra đi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy nữ hoàng giơ lên tay, nhẹ giọng nói. Nữ hoàng, tiểu sư đệ nói không chừng còn sống, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu a, hắn chính là tôn thượng a. Nhiễm Xương sốt ruột nói. Nếu là hắn là tôn thượng liền không khả năng đơn giản như vậy liền đã chết, ta đều có tính toán, không cần nhiều lời. Nữ hoàng lần thứ hai nói, Nhiễm Xương còn muốn nói lời nói, nữ hoàng nâng lên mắt đẹp, khí thế cường đại đó là từ nàng trên người khuếch tán mà ra. Nhiễm Xương cứng họng, mọi người cũng không có nhiều lời, chậm rãi xoay người chỉ phải rời đi. Chờ một chút, nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng, các vị sư huynh quay đầu tới, một đám đều là hốc mắt hồng nhuận, bọn họ trong tay cầm Tiêu Viêm mệnh bài, mà này mệnh bài nát. Chuẩn bị một hồi tang lễ đi, tôn thượng. Ngã xuống, cổ thần giới sở hữu sinh linh tế điện trăm năm, nữ hoàng chính sắc nói. Mọi người sôi nổi sửng sốt, đều là khó hiểu nhìn nữ hoàng, giờ phút này Kha Vân trong mắt đều lộ ra phức tạp chi sắc. Chuyện này không có khả năng là nữ hoàng làm việc phong cách, nhưng nhìn trong tay mở tung mệnh bài, này lại xử Kha Vân không thể không tin tưởng. Đường Tiêu Viêm ngã xuống tin tức truyền khai thời điểm. Toàn bộ cổ thần giới đều là vì này chấn động. Một hồi Tiêu Viêm ngã xuống tang lễ ở cổ thần giới triển khai. Nhiễm Xương đứng ở Tiêu Viêm cuối cùng rời đi địa phương. Trong tay hắn gắt gao nắm vỡ thành hai nửa mệnh bài, thân hình đều lại run rẩy. Tê tâm liệt phế gào ra tới. Diệp Phi Ngư nhẹ nhàng chụp phủi Nhiễm Xương, hốc mắt cũng là ướt át. Tiểu sư đệ không có, không có khả năng. Như thế nào sẽ như vậy liền đã chết, tiểu sư đệ chính là tôn thượng. Kha Vân cùng với Tam Thần Quân Sáu Nhi đều đi tới nơi này, bọn họ trong tay nắm mệnh bài, trước sau cũng chưa biện pháp tin tưởng sự thật này.
toàn bộ cổ thần giới tràn ngập bi thương không khí, mặc dù ánh mặt trời vẩy đầy đại điện, lại không cảm giác được chút nào độ ấm. Nữ hoàng điện hạ, Tiêu Viêm hắn thật sự đã chết sao? Tam nữ đi tới cổ thần điện, Tiêu Kỳ cùng Thanh Lân sớm đã khóc thành lệ nhân, thanh âm khàn khàn một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có Thải Lân, ánh mắt lãnh lệ nắm tay gắt gao nắm chặt, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Không tìm được hắn thi thể, nữ hoàng nói. Kia nói cách khác, Tiêu Viêm khả năng còn sống. Thải Lân truy vấn nói, lãnh lệ khuôn mặt thượng như cũ có thể xem ra, nàng nội tâm là cỡ nào cấp bách. Nữ hoàng lắc lắc đầu, trong tay Tiêu Viêm mệnh bài đưa cho Thải Lân. Mệnh bài nát, chỉ sợ. Thải Lân bàn tay run lên, mệnh bài té ngã trên mặt đất, vô dĩ cắt thành hai nửa mệnh bài quăng ngã thành dập nát, mệnh bài ngã xuống nháy mắt. Thải Lân phảng phất cảm giác trái tim đều cùng vỡ vụn giống nhau, kiên cường như thiết nàng, không biết nước mắt khi nào sớm đã làm ướt khuôn mặt. Kha Vân một chúng toàn bộ đi tới đại điện, nữ hoàng thấy thế xoa xoa giữa mày, thở dài một hơi một mình lẩm bẩm nói, ngươi nhưng thật ra sẽ làm cục, chỉ sợ là cho ta làm cục đi. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, lấy ta cổ thần giới chi lực nhất định có thể đem thiên nhân phủ hủy diệt, vì tiểu sư đệ báo thù. Kha Vân hai đầu gối thật mạnh quỳ rạp xuống đại điện, ngay sau đó Tam Thần Quân Sáu Nhi cùng với Nhiễm Xương Diệp Phi Ngư toàn bộ quỳ xuống trước đại điện giữa, cùng lúc đó, Lôi Cơ Nhiễm Xương lãnh mọi người toàn bộ đi tới đại điện giữa. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, vô luận như thế nào cũng muốn vì tiểu sư đệ báo thù a. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn ngồi ngay ngắn bình tĩnh nữ hoàng. Các ngươi cũng biết, một khi cùng thiên nhân phủ khai chiến, toàn bộ thần hy thế giới đều sẽ có hủy diệt chi nguy. Nữ hoàng trầm giọng mở miệng. Hắn là tôn thượng chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải tôn thượng, cái kia có thể bảo hộ chúng ta thần hy thế giới tôn thượng đã sớm đã chết. Nữ hoàng tức giận, đột nhiên một phách mặt bàn. Lần này hắn trêu chọc đến thiên nhân phủ, nếu hắn bất tử, thiên nhân phủ liền sẽ đối cổ thần giới không chết không ngừng. Chỉ có hắn đã chết mới có thể lấy đại cục làm trọng, cho nên này hết thảy đều là kế hoạch, đều là an bài. Các ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản không thành? Bên ngoài còn có lục tục có từng đạo thân ảnh đến, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du sôi nổi tới rồi, ánh mắt ngưng trọng, đều khó có thể tiếp thu sự thật này. Nữ hoàng điện hạ, chính là, đó là chúng ta tiểu sư đệ. Nhiễm Xương ngẩng đầu lên, một cái tráng hán khóc so nữ nhân còn muốn khổ sở. Ta nhớ ra rồi, chúng ta đều là tôn thượng dùng vô số lần tánh mạng đổi lấy huynh đệ, hiện giờ chúng ta có thể đứng ở chỗ này đều là bởi vì hắn. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh, Nhiễm Xương khàn khàn thanh âm lần thứ hai nói, đậu nành nước mắt tí tách chảy xuống. Khẩn cầu nữ hoàng khởi binh. Toàn bộ trong đại điện chăm miệng một lời, mọi người toàn bộ quỳ xuống. Một bên Thải Lân thân thể mềm mại run rẩy, rồi sau đó cũng đều thật mạnh quỳ xuống. Nữ hoàng đứng dậy, nhìn mọi người phun ra một ngụm trường khí, chậm rãi quay người đi. Ở các ngươi thực lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh là lúc, cổ thần giới tuyệt đối không thể tùy tiện xuất binh, chớ đang nói, toàn bộ cút đi. Nữ hoàng vung tay áo, khó được lửa giận thiêu đốt toàn bộ đại điện. Một cổ thật lớn lực lượng đánh sâu vào, sinh sôi đem đại điện giữa quỳ lạy mọi người toàn bộ quét ngang mà ra. Đại điện đại môn oanh một tiếng hoàn toàn đóng lại, mọi người tâm như cho tàn. Nhiễm Xương khó thở công tâm, một mồm to máu tươi phun ra, hai mắt bên trong tơ máu quấn quanh, hắn hơi thở bắt đầu điên cuồng bò lên. Tiểu sư đệ, Nhiễm Xương thề sống chết cũng muốn huyết tẩy thiên nhân phủ vì ngươi báo thù. Kha Vân cũng là khớp hàm cắn khẩn, sôi nổi hóa thành mấy đạo cầu vồng rời đi, ngập trời tiếng giống giận từ đây lúc sau ở cổ thần giới giữa chưa từng dừng lại. Mục tiêu, đánh sâu vào bất hủ. Thiên nhân bên trong phủ, 10 đại linh vương toàn bộ hội tụ. Có không tìm được người này thi thể. Bẩm báo linh vương, bốn phía đều tìm, cũng không thi thể, có thể hay không là mất đi trùng tia sáng quá cường, đem này trực tiếp oanh thành cho bụi. Trực tiếp oanh thành cho bụi đảo cũng không khả năng, chỉ là một chút dấu vết đều không có liền nói bất quá đi. Năm con phi thuyền toàn hủy hoại sao? Thiên Thuấn ánh mắt ngưng trọng mở miệng hỏi. Từ cổ thần giới sau khi xuất hiện, liền lấy năm cái phương hướng lực đi, bất quá toàn bộ đều bị chặn lại. Dựa theo linh vương ý tứ trực tiếp thi triển mất đi trùng tia sáng đem này phi thuyền nháy mắt oanh thành cho bụi, không cho hắn có nửa điểm thở dốc cơ hội. Thiên Thuấn nghe vậy khẽ cau mày, giờ phút này vô pháp xác định Tiêu Viêm sống hay chết. Chỉ thấy một đạo hàn quang lực tới, dừng lại ở Thiên Thuấn bàn tay bên trong, mở ra bàn tay, thình lình đó là một quả ngọc giản. Cổ thần giới đã ở tổ chức tang lễ, mệnh bài đã vỡ, xác nhận tôn thượng chuyển thế đã chết. Trong ngọc giản tin tức truyền vào tới rồi Thiên Thuấn trong óc bên trong, chợt hắn lẩm bẩm mở miệng. Tôn thượng chuyển thế thật sự ngã xuống, còn lại mấy cái linh vương cũng là khó mà tin được, nhưng ngọc giản bên trong truyền đến tin tức sẽ không có giả. Truyền lệnh đi xuống, thời khắc chú ý cổ thần giới. Bọn họ như thế nào sẽ như thế đại ý, làm tôn thượng đơn độc đi ra ngoài, trong đó tất có kỳ quặc. Loại này kỹ xảo Thiên Thuấn tự nhiên không tin, nhưng cổ thần giới trong vòng liên tiếp truyền ra tin tức. Bao gồm thỉnh cầu nữ hoàng xuất binh tấn công thiên nhân phủ tin tức sau khi xuất hiện, Thiên Thuấn nội tâm cũng là có chút dao động. Hay là, này tôn thượng chuyển thế bất quá chỉ là cổ thần điện một viên quân cờ, cố ý bỏ xe bảo soái.
Thiên Thuấn lẩm bẩm mở miệng, hắn bắt đầu có chút tin tưởng Tiêu Viêm thật sự ngã xuống. Người nọ bất quá chỉ là đấu thần, đích xác khả năng ở mất đi trùng tia sáng hạ cùng phi thuyền cùng hóa thành tro bụi. Điểm đáng ngờ vẫn là quá nhiều, còn muốn cẩn thận đi sưu tầm. Thiên Thuấn nhíu mày, cũng không có như vậy mà đơn giản tin tưởng Tiêu Viêm đã ngã xuống. Xong việc 10 đại linh vương toàn bộ hội tụ lại đây, tiến thêm một bước thương thảo việc này. Sở hữu tin tức đối với Thiên Thuấn bọn họ tới nói chỉ có thể đi làm một cái tham khảo, làm cho bọn họ cơ hồ tin tưởng vẫn là ở Tiêu Viêm trên người lưu lại ấn ký, biến mất. Tôn thượng chuyển thế, thật sự như vậy ngã xuống sao? Ít nhất hiện tại thoạt nhìn, hẳn là như thế. Trạm lão, ta muốn chết. Ngọa tào, ngọa tào. Tiêu Viêm thanh âm ở cuồn cuộn thả không đáy vô vọng không gian chung, giống như gió nhẹ nhấc lên tế xa, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể của mình chia năm xẻ bảy, máu đều bị rút cạn. Linh hồn càng là phảng phất một cái khí cầu giống nhau, không ngừng bành trướng phảng phất liền phải nổ mạnh. Khi thì lại dường như phải bị đè ép hỏng mất, nhưng mà loại cảm giác này nhất lệnh Tiêu Viêm hỏng mất chính là không biết rằng co bao nhiêu thời gian. Nếu là hôn mê còn hảo, khủng bố chính là ý thức vô cùng rõ ràng, lệnh Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng hỏng mất, vô hạn rơi xuống không trọng cảm sẽ lệnh người cảm giác được bất lực cùng tuyệt vọng. Quanh mình càng là vô tận hắc ám, lực lượng của chính mình ở chỗ này giống như hư vô. Chỉ có kêu thảm thiết giống như mới có thể làm loại cảm giác này thoáng có thể có điều giảm bớt. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm tiếng kêu thảm thiết tràn ngập, nhưng Tiêu Viêm lại bỗng nhiên phát giác không thích hợp, nguyên bản hẳn là chỉ có hắn thanh âm, nhưng tựa hồ lại có lưỡng đạo giống nhau thanh âm. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu đi, chỉ thấy ở hắn bên cạnh, một đạo thân ảnh đồng dạng rơi xuống, giờ phút này đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là ai? Tiếp theo nháy mắt hai người vẫn chưa mở miệng, tựa hồ đều không muốn bại lộ chính mình thân phận. Ngươi đến từ cái nào thế giới? Lại lần nữa châm miệng một lời. Hai người lại lâm vào trầm mặc, bọn họ tựa hồ hỏi vấn đề đều quá mức tư mật, hỏi ra lúc sau đều là không muốn bại lộ. Hơi thở của ngươi, vì sao sẽ cùng ta giống nhau như đúc? Tiêu Viêm giờ phút này giống như lâm vào kính mặt, hai người nói chuyện cùng với tự hỏi vấn đề đều hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải hai người thân thể động tác cùng ăn mặc hoàn toàn bất đồng, Tiêu Viêm thật sự sẽ cho rằng đây là một mặt gương. Liền ở Tiêu Viêm còn ở suy tư hết sức, chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên trầm xuống, quanh mình một lần nữa lâm vào tới rồi hắc ám giữa, kia đạo thân ảnh biến mất không thấy. Ngay sau đó, quanh mình xuất hiện ánh sáng, Tiêu Viêm nhận được, này đó là sao trời ánh sáng, nhưng Tiêu Viêm lại không cách nào khống chế tự thân tốc độ. Giống như một viên sao băng, ở trên hư không trung thét dài, nhằm phía trong đó một ngôi sao. Tiến vào sao trời, thân thể quanh mình phảng phất ở thiêu đốt, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống tiến vào này viên sao trời. Toàn bộ sao trời đều là tại đây đột nhiên run lên, từ trên cao xuống phía dưới nhìn lại, sao trời mặt ngoài bị sinh sôi tạp ra một cái thật lớn lõm hố, ánh lửa tận trời. Nam Xương Tinh có thiên địa dị tượng, nhất định là có thiên linh địa bảo xuất hiện. Nam Xương Tinh một viên cơ hồ bị mặt băng sở bao trùm sao trời, này viên sao trời cũng không tính khổng lồ, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ít có người yên, bất quá giờ phút này một tiếng nổ mạnh sau, ngắn ngủn thời gian, giữa không trung liền hội tụ mấy nghìn người. Huynh đài, không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Một đạo thân ảnh cả người quần áo rách nát, khuôn mặt đen nhánh, đỉnh đầu càng là còn mạo khói nhẹ, tản ra một cổ thân cốc xú vị, chính chắp tay ôm quyền hướng tới một bên cau mày nam tử dò hỏi. Nam tử nghe vậy vừa chuyển đầu, dọa hắn giật mình, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua sau mới chậm rãi nói, không hiểu được, nơi này ánh lửa tận trời, có lẽ là có trọng bảo hiện thế. Bất quá loại sự tình này cùng ta bực này tiểu nhân vật chỉ sợ cũng xả không thượng cái gì quan hệ. Phải không? Thật là lệnh người tò mò. Cũng không biết là thứ gì có thể tạp ra lớn như vậy cái động, thực sự lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mạo khói đen nam tử nhéo cằm, cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Không đúng, xem cái này đại động hình dạng, ta như thế nào cảm thấy như là người đâm. Này, đều có thể nhìn ra tới sao? Thân ảnh ho khan hai tiếng hướng tới nơi xa chạy đi. Mà này nói cả người mạo khói đen bộ dáng chật vật thân ảnh, cũng là tạo thành cái này đại động thủ phạm, hắn chính là Tiêu Viêm. Mặt đều mất hết, cái gì thế giới chi thụ tán thành sinh linh, vốn tưởng rằng tới đây như thiên thần hạ phàm. Còn hảo thoát được mau, bằng không truyền ra đi, sợ là phải bị này huyền âm thật giới giễu cợt thiên cổ. Không thể không thể, ta đại biểu chính là thần hy thế giới, không thể cho chính mình thế giới mất mặt. Tiêu Viêm tung ta tung tăng tìm kiếm đến một chỗ, thay sạch sẽ quần áo, đem dung mạo sửa sang lại một phen sau, mới lần thứ hai đi trước đi xem náo nhiệt. Nhưng chờ Tiêu Viêm một lần nữa đi trước thời điểm, ở xa đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta quy nguyên giúp tới trước, các ngươi đỉnh nhọn giúp dựa vào cái gì tới đoạt? Tiêu Viêm một đầu hắc tuyến, này, này như thế nào còn đoạt đi lên? Một bên không ít thân ảnh huyền phù ở trời cao, sôi nổi cùng Tiêu Viêm giống nhau, đều là một bộ ăn dưa bộ dáng, tựa hồ cũng không có tính toán đi tranh đoạt. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 50 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.